pin phải đầy xíu nha. Pin yếu là chạy. Máy bơm này là không đủ. Rồi, mến chào các bạn và các em. Hôm nay tiếp tục theo yêu cầu của nhiều bạn thì hôm nay sẽ giới thiệu với các em cái một cách chi tiết nhất cái cách lắp cái mạch điều khiển mà dùng cái cảm biến ha, cảm biến để lắp ra cái mạch rửa tay tự động nha, rửa tay tự động dùng cảm biến hồng ngoại nha. Theo một số yêu cầu của các bạn làm từng bước cụ thể thì hôm nay sẽ tiến hành làm cái video này để gửi đến các em nhanh chóng, rất nhanh chóng để chúng ta lắp mạch cho nó suôn sẻ nhất ha, cho thành công nhất. Như trong các cái video trước đã giới thiệu cho các em một cái mạch mà lắp hoàn chỉnh trên một cái đế cắm ha, như vậy chúng ta đã làm được thành công cái video đó để tạo ra một cái mạch rửa tay tự động nha. Trên cái mạch này gồm có cái chúng ta có cảm biến nè, cảm biến hồng ngoại nè, có công tắc nè, là có bộ điều khiển module nè, relay nè, ha, chúng ta có máy bơm nè, ha, rồi chúng ta có domino, các domino nói cái nguồn điện nha. Rồi một chút sẽ giới thiệu các em từng bước để cắm. Bây giờ sẽ giới thiệu các em từng linh kiện một để chúng ta nắm nha. Rồi thì đầu tiên đó là cái đây là cái cảm biến vật cản hồng ngoại ha. Cảm biến này gồm có hai cái con mắt nha, gọi là hai mắt thần. Một cái con là phát tín hiệu, đây là con phát ha, màu trắng, và con thu là màu đen tín hiệu ha. Khi có vật cản trước mặt nó, trước cái con này thì nó sẽ làm việc, nó sẽ tác động nha. Và đây cảm biến này có ba chân theo thứ tự là chúng ta thấy cái chân ngoài bìa á, để đây chúng ta thấy cái chân ngoài bìa này là VCC, là cái nguồn cộng 5V ha. Chân giữa là cái nguồn trừ 5V, và cái chân ngoài bìa bên trái á, đó là cái ngõ tín hiệu ra out ha, chúng ta nắm cái này ha. Và cái chỗ và cái đây là cái con biến trở để chúng ta có thể điều chỉnh được cái khoảng cách. Thì cái cảm biến này cái khoảng cách của nó khoảng chừng 5cm đổ lại ha, 5cm đổ lại cũng nhỏ ha. Lần sau sẽ giới thiệu với chúng ta cái cảm biến mà có khoảng cách lớn hơn nha. Rồi cái bộ thứ hai, các thiết bị thứ hai đó là cái module relay 5V. Module relay, cái module này sẽ nhận cái lệnh điều khiển, những cái tín hiệu từ cái cảm biến để điều khiển cái đóng mở cái tiếp điểm relay ha. Cái tiếp điểm này để điều khiển cái tải phía sau mình muốn, là cái tải là bóng đèn hay là còi hụ hay là máy bơm gì đó thì nó sẽ điều khiển chúng ta thấy. Và cái này rất là tiện dụng khi mà chúng ta có thể dùng rất là nhiều loại cảm biến khác nhau chứ không phải là một loại cảm biến. Sẽ nói với các em, các bạn và các em cái điều này sao. Đây là cái module relay này nó cũng có ba chân. Ba chân đầu tiên nè, cái chân cái chân mà bên phải ngoài cùng này nó ký hiệu là chữ DC cộng, có nghĩa là cộng 5V nha. Cái chân ở giữa, lỗ cắm ở giữa là DC trừ, là trừ 5V. Còn cái ngõ ngoài cùng bên trái đó là ngõ in, lấy tín hiệu từ ngõ ra của cảm biến ha. Hồi nãy lúc nãy thì chúng ta cắm vô cái lỗ này ha, tương ứng lỗ này. Và khi chúng ta cắm, chúng ta nhớ mở lỏng ốc ra, rồi chúng ta cắm vô, rồi chúng ta siết ốc lại nhẹ nhàng ha. Chúng ta không có vặn cho nó, chúng ta lấy những cái tua vít vừa đủ đúng chuẩn để chúng ta vặn, chứ không lấy cái tua vít nhỏ quá, mà cũng không có lấy tua vít lớn quá, nó sẽ hư cái các cái đầu vặn này ha. Tương ứng là ba cái cổng phía sau đó là cái có ba cái lỗ, là lỗ này là cái lỗ com, là chân chung, là cái lỗ này là cái lỗ tiếp điểm của thường đóng NC, cái lỗ bên đây là tiếp điểm thường mở NO ha. Chúng ta thấy ha, NC NO, chúng ta nhìn gì thì mình thấy hả ha nha. Ba cái cổng. Rồi một lát nữa vào nguyên lý làm việc chúng ta sẽ chọn cái cổng nào nha. Rồi bây giờ tới cái máy bơm, ở đây là máy bơm điều khiển. Máy bơm này là công suất cũng tương đối mạnh nha, tương đối mạnh. Và máy bơm là để bên ngoài, chúng ta không cần phải nhúng vô nước mất công ha. Nhúng vô nước thì nó dính nước thì mất công, nó không hay lắm. Dùng máy bơm nổi ở bên ngoài nha. Và máy bơm này nó có hai cũng có hai cái lỗ. Cái lỗ này là chúng ta thấy là ngõ in là hút nước vô, và cái ngõ này ngõ out là đẩy nước ra, phun nước ra. Thì chúng ta cần tương ứng có hai cái đầu cấp điện, cấp điện cho đây là máy bơm ha, cấp điện như đó. Rồi ngoài ra chúng ta dùng các cái, chúng ta cần dùng cái
pin hoặc là bộ nguồn. Pin thì chúng ta phải là pin mạnh nha. Nó cấp không có đủ cho cái công suất của máy bơm này, nên đây chúng ta dùng bộ nguồn 5V cho nó bền hơn. Nguồn 5V, 1A cũng được, 2A cũng được. Đây là cái domino để chuyển nguồn ha. Ngoài ra cần một số dây dẫn để chúng ta kết nối ha, vô các cái thiết bị này. Bây giờ sẽ giới thiệu với các bạn và các em cái sơ đồ ha. Chúng ta muốn lắp thì chúng ta phải có sơ đồ nha. Sơ đồ đây. Như nãy chúng ta nhớ chụp lại chúng ta xem ha. Đây là cái màu đỏ, qua công tắc là cái đường cộng 5V đường dương, và đây là cái đường màu xanh là trừ 5V ha. Rồi đây là cái cảm biến, đây là hai con mắt ha, hai cái đèn ha, đúng không? Đây là cái module tương ứng, thấy ha, VCC là nguồn cộng, GND là nguồn trừ 5V ha, còn ngõ ra tín hiệu của cảm biến hồng ngoại. Còn tương ứng đây là cái module thì nó có 6 ngõ, thì ba ngõ đầu là tương ứng với lại là ngõ DC cộng ha, người ta nói vô đây là nguồn dương 5V, DC trừ là nguồn âm 5V, đúng không nè. Đó, còn cái in là lấy từ out gắn vô nha, từ nóng nha. Và tương ứng ba ngõ ra của nó là người ta nói vô là ngõ com ở giữa, người ta nói là nguồn nha. Còn cái ngõ NO là thường mở thì người ta nói vô máy bơm nha. Máy bơm có hai đầu dây, một đầu người ta nói vô cái nguồn âm nha, đường âm. Tương ứng hai cái cái cảm biến và cái module này nó sẽ được cấp điện ha, thì lấy điện chung là từ ngõ này ha, tương ứng cái là GND ngõ trừ, nói lấy điện ngõ trừ này ha, cấp điện cho hai cái cảm biến và cái module này làm việc ha. Và tương ứng cái máy bơm thì chúng ta thấy có ngõ in và ngõ out ha, chúng ta chọn đưa nước vô và đẩy nước ra nha. Đây là cái sơ đồ, cái đồ này được nối qua công tắc nha. Đó, ta nhìn ha, đây là sơ đồ mạch rửa tay tự động nha. Đó thì được chưa, nó qua cái công tắc thì đây là cái công tắc ha, công tắc ba chân hoặc hai chân đều được ha, chúng ta bỏ bớt một chân đi. Đó, công tắc bật tắt đây ha, công tắc đây. Đó, giới thiệu chúng ta luôn ha. Rồi ha, ta nắm ha. Thì bây giờ đối với cái chân của cái cảm biến này thì cũng có ba chân, chúng ta cần tạo dây nối thì chúng ta kiếm cái đoạn dây mà dùng cái đoạn dây mà cái lỗ nè và đực là cái cắm nè, thấy chưa? Cái đực cắm nè, lỗ nè ha, để chúng ta có thể nối lấy cái lỗ này chúng ta nối vô chỗ này ha. Đó, rất là vừa nha. Đó, nguyên lý là vậy. Đó, ta kiếm cái màu nào để chúng ta phân biệt là dương âm hay tín hiệu để chúng ta hiểu rõ hơn ha. Nhớ nha, đó cái lỗ này. Đối với những cái vít, đối với những cái dây nào mà nó không có cắm thông thì chúng ta dùng cái dây mà gọi là hai cái đầu cắm này, đực đó nha, nó nắm đực vậy nha. Chúng ta cắm vô cái bo cắm này, hoặc là chúng ta cắm ra ngoài, hay là chúng ta có thể dùng mua dây điện nhỏ để chúng ta cắm nha, đừng có mua dây điện lớn quá ha, dây điện tín hiệu trong lĩnh vực điện tử thôi nha. Bây giờ trên cái bo mạch này là cái bo cắm này á, mình tiến hành chúng ta sẽ dán keo ha, xuống bắn keo lại cố định các cái vị trí của nó lại. Riêng công tắc thì chúng ta có thể là nối dây vô ha, nối dây vô là có những cái đầu như vậy đây nè, để chúng ta ghim vô trong cái bảng điện này ha. Và máy bơm cũng vậy, chúng ta tiến hành hàn vô, chúng ta nối dây vô đưa ra quán cái đầu ha, cho nó tiện dụng nha. Rồi đó, đường dây rồi, bây giờ nó sẵn, bây giờ là quan trọng là giờ mình nối dây, mình giữ sơ đồ mình nối nha, nối dây rồi đó. Rồi thì giờ đây là cái sơ đồ kèm theo chúng ta xem nha, và đây là cái bo mạch ha. Đầu tiên chúng ta thấy nối ba cái cọng dây ha, chúng ta sẽ nối vô đây, chúng ta cảm biến có ba đoạn dây nha. Rồi chúng ta xem nha, đây ba đoạn ha, nối vô trước đi nha, còn ba đoạn dây của bên cái module cảm biến cũng ra ba đoạn ha. Rồi cái đầu của out của cái bên cái cái cảm biến sẽ nối vào cái in của cái module của relay ha, còn cái ngõ nguồn cộng ha, và cái nguồn cộng của hai cái module
cảm biến và cảm biến vật cản này, người ta nối lên cái nguồn dương nghe nha, được chưa nè. Còn cái nguồn âm của cảm biến và cái module này người ta nối vô nguồn âm, được chưa nè. Đó, người ta nối đây trước nha, rồi ta làm nha. Trên này thì chúng ta sẽ cần khi nối vô trong cái cảm biến thì chúng ta có ba cái đầu, như nãy nói là đầu lỗ ha, cái ba đầu đầu tay, mình kiếm cái ba đầu này, rồi mình chọn ở đây là dây dương màu đỏ hay màu cam ha, rồi dây âm màu sậm hơn, màu đen hoặc màu xám, và có dây tín hiệu là chúng ta chọn màu trắng cũng được ha, màu xanh gì đó ha, để chọn rồi và tiến hành ta nối vô nha. Rồi giờ tôi nói đây là cái ngõ này, là cái ngõ dương này ha, ngõ dương này, ta nối vô ngõ dương nè đó. Rồi một cái ha, đó nguồn dương, ta ngõ nguồn dương nha. Rồi tiếp tục ta chọn cái ngõ âm nè, ngõ âm nè, ta nối vô. Rồi nối vô ngõ âm nè, hai đầu ha. Tiếp theo là chúng ta có cái ha, còn đây là cái tín hiệu ha, tín hiệu cho nó vô đây. Rồi vậy là chúng ta có ba sợi ha, tương ứng với lại là sao, là dương nè, nguồn nè, nguồn âm nè, và tín hiệu out ra. Vậy ba này nói gì đâu lắm, ta xem sơ đồ nha. Vậy nè, rồi bây giờ mới thấy cái rồi. Đây cái ba cái đường này á, thì một đường, hai đường, cái đường cộng này nối lên cái nguồn dương, dây dương, và cái nguồn trừ của nó luôn cái nguồn âm nha, đúng rồi nè. Rồi còn cái dây mà ao này chúng ta nối vô trong cái ngõ in của module này, được chưa, tương ứng ha, ra xem ha. Rồi bây giờ chúng ta cần hai cái đoạn dây là lấy dây nguồn của cái module này ha, cái module này đây cả. Còn dây là đực ta nắm nha. Rồi ta nối vô hai cái cổng này, đây hai cổng là dương và âm của module delay, ta nối lên ha, ra hai đầu cho nó tiện nha. Còn dương trước nè ha, ta vặn, ta tiến hành ta vặn ốc ta nối vô ha. Đó, hai đầu đây. Rồi, thấy ha. Rồi bây giờ đến đầu thứ hai là nguồn âm. Ha, nguồn âm chúng ta mở ra. Ta cũng nói vô. Rồi chúng ta siết lại nha. Rồi. Đó. Vậy nha, vậy chúng ta nối vô xong ta siết ốc lại. Rồi. Siết vừa đủ thôi, đi đừng có siết mạnh quá nó hư à. Nha con. Rồi. Rồi như vậy là theo như sơ đồ á, thì chúng ta thấy cái đây nè, cái nguồn dương và âm của dương âm của cảm biến và dương âm của cái module này đều nối lên trên cái nguồn dương và âm của cái đường nguồn ha. Rồi đây mình quy định nè. Hả? Ở đây cái màu đỏ nha, màu đỏ là đường dương, còn màu xanh là đường âm, được chưa? Đó, tùy theo mình quy định nha, thường màu đỏ là dương và âm ha. Đây cái những cái lỗ mà ở cái đường đỏ là dương, nó lỗ mà đường xanh là âm, được nói bằng dây đồng rồi ha. Đó thì chúng ta cứ việc gắm vô nha, đây dương thì chúng ta màu đỏ chúng ta gắm vô dương, còn ai âm thì chúng ta nối vô âm nha. Đó thì như nè, âm thì chúng ta nói đó, chiếu gần chúng ta xem. Rồi còn cái dây này cũng vậy, dương thì chúng ta nối vô dương là màu đỏ nè ha, còn đây dây xám là âm thì chúng ta nối vô âm, đó nối đâu cũng được nha, chứ lỗ hàng lỗ đó. Còn cái dây trắng này là cái ngõ ao của cảm biến thì chúng ta nối vô trong cái ngõ in của module delay này nha, ta nối vô đây nha. Rồi, ta canh ta nối vô. Được chưa? Đó, ta nối vô ta sẽ siết ốc lại. Rồi vậy là ta có khi ta nói vậy ha, theo cái sơ đồ ha, nói vô vậy được ha. Sơ đồ này. Cái nguồn ao, cái nói ra ao của cảm biến nói vô ha, dây trắng á,
nói vô đây đã chưa nè, đó Mụ Dương nói ở đây được chưa ha. Rồi bây giờ chúng ta tới cái phần máy bơm. Rồi chúng ta thấy tả máy bơm là đã hàng vô, ta cọc hai cái đầu dây vô hai đây rồi ha. Thì đây là ngoại dương và đây là ngoại âm, thì trên sơ đồ nè dương ha, dương máy bơm ta nối vô cái cổng NO, còn cổng cơm thì chúng ta nối lên trên ngõ dương, vùng dương ở trên nè đó, ta thấy ha, coi lại đây ha, vùng dương máy bơm nối vô cái cái ngõ NO nha, còn cái cổng cơm á thì chúng ta nối lên cái nguồn của nó ha. Ta nhìn cho kỹ nha, cổng cơm là nối lên cái nguồn dương, còn NO là ta nối vô cái cổng dương của máy bơm, cái dây dương ha, rồi cái ngõ âm của máy bơm nối lên cái nguồn âm nha. Rồi thì ở đây là dương ta nối vô cổng NO là cái cổng thứ ba này đúng không nè. Đó, nói vô đây rồi ta siết ốc lại nha, giữ lại chúng ta siết lại đó, chậm thôi. Rồi đồ đó ta thấy dính rồi đó ha, rồi nhanh chóng hơn những cái dây dẫn từ loại kia vậy nè. Rồi ta kiếm một cái đoạn dây nguồn đây, nguồn ha, rồi, hai đầu đực, rồi ta nối vô ở trong cái cổng cơm đây. Rồi đây không cơm nó nói vô rồi, cái đường này thì em nói vô đâu, em ta nói vô trong cái ngõ dương ha, đó được chưa. Rồi vậy nha, đó em ta nói vô nguồn dương xong, còn cái đoạn âm của máy bơm ha, âm ta nói vô âm đây đúng không nè, âm thì cái chỗ trên đây đó ha, rất là hay, rất là tiện dụng luôn chứ nè. Chúng ta xem sơ qua đó xong chưa, giờ bây giờ chúng ta nối đến cái nguồn ha, cái nguồn và công tắc. Rồi chúng ta kiếm một cái đầu dây là đực thì chúng ta cắm vô đây ha, sỏi cái mỏ này, ta thấy công tắc nó có hai đầu, một đầu dương và dương đây là âm ha, để cung cấp điện hiện tại cái đường cái lỗ đỏ này với lại lỗ xanh này chưa có điện nha, chúng ta cần làm đây là cái ngõ cấp điện vô, có hai cái lỗ đây, hai cái chấu đây, chúng ta mở lỏng ốc ra ha, mở lỏng ra đó. Thường thường cái ngõ này là cái ngõ dương đánh dấu dương nè, thấy không, còn cái lỗ này là đánh dấu âm, làm ta nhớ nha, dương âm đó thì kỹ rồi. Như vậy ngõ dương ở đây thì chúng ta nối với công tắc nha, còn ngõ âm thì chúng ta đi thẳng ha, không qua công tắc. Rồi bây giờ đây là công tắc có hai đầu đúng không nè, rồi một đầu chúng ta thấy đi vô cái ngõ dương nha, ngõ dương công tắc đi chưa, rồi chúng ta siết lại. Còn đầu còn lại người ta nối vô cái đường lỗ tròn, cái lỗ dây đỏ đây ha, đó nha. Như vậy công tắc ha, bật tắt đây, còn ta nói vậy ha, ngõ dương đây ha, nói vô đỏ, còn cái lỗ này người ta nối một cọng dây vô ngõ âm để người ta cấp nguồn, hay người kiếm cọng dây sẫm thôi ha, nói vô đó, ta nối vô đây ông ta cũng sẽ ấp lại ha, lấy cái đầu này chúng ta ghim vô lo âm đó, xong ha, rất là tiện dụng, chúng ta không bị hư đầu dây đó, nói hết rồi đó, rồi ta đã nói hết nha. Rồi kiểm tra lần nữa công tắc, bật tắt ha, rồi ngõ này nói gì như thế nè, rồi kiểm tra qua cái sơ đồ mạch ha, đó cho anh nhìn ha, sơ đồ mạch được chưa đó, thiếu gì không đó, đây lỗ cấp nguồn ha. Như vậy là chỉ cần ta cấm nguồn vô đây ha là nó chạy ha, cái bơm nó sẽ bơm ha. Bây giờ đã sau khi đã lắp xong rồi, chúng ta tiến hành chúng ta cấp nguồn, đây là nguồn adapter 5V nha,
Rồi đó, nếu ta có pin thì chúng ta dùng pin, nhưng mà pin thì nó phải pin chúng ta tốt chút xíu, cái nguồn pin phải đầy xíu nha, pin yếu là chạy, cái bơm này là không đủ, cho chúng ta ghim vô nha. Rồi, nhẹ gì rồi đó, ghim vô nha. Rồi đèn chưa lên, do chúng ta chưa bật công tắc nha, giờ chúng ta bật công tắc. Rồi bây giờ chúng ta kê cái này lên đây cho nó cao cao lên nha. Rồi bật công tắc lên. Rồi vậy là chúng ta thấy là khi bật công tắc lên á, thì hai cái đèn, đèn của cảm biến và đèn của module relay này nó sáng lên nha, nó chưa làm việc, máy bơm chưa làm việc là do chưa có vật cản đúng không, là chưa đưa cái tay chúng ta vô thì máy bơm chúng ta để đây giờ bắt đầu chúng ta nè, khi chúng ta muốn rửa tay chúng ta đưa tay vô đó, thì chúng ta thấy máy bơm nó chạy không, giờ nó sẽ quay, nó hút nước, đẩy nước ra ha. Rồi được chưa? Rồi cái biến, chúng ta chỉ cần chỉnh cái biến chở này để cho xác định được cái khoảng cách chỗ nào ha. Chỉnh chúng ta đưa tua vít nhỏ nhỏ ha, chỉnh nó chỉ là khoảng cách từ khoảng chừng 5cm đổ lại thôi ha. Rồi đó ha, ta hướng dẫn cho ông ta vậy đó. Khi học làm ta, khi chúng ta lắp vô mà nó không có chạy, chúng ta chỉnh cái biến trở đó ha, thì nó sẽ đáp ứng nha, đáp ứng yêu cầu khoảng cách của chúng ta, máy bơm nó sẽ quay nha, nó hút nước đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành gắn các ống nước vô ha, ở dưới là ống hút, ở trên là ống đẩy nước ra ha. Giờ chúng ta đó, được chưa? Chúng ta thí nghiệm ha, bật công tắc lên. Đó vậy ha, có điện, chúng ta thấy có điện nha. Đây nước đây. Rồi giờ chúng ta đưa tay vô. Chúng ta thấy ha. Rồi chúng ta thấy nước mạnh không? Đó, thả ra tắt nè. Ha. Đó tắt liền. Rồi chúng ta đưa vô nè. Đó, nước nè. Chúng ta thấy bơm rất là mạnh nha. Đây là máy bơm nổi nha. Không phải máy bơm chìm. Bơm chìm nó hơi nhúng nước vô nó hơi bất tiện ha. Đó, thấy không? Đó, chúng ta thấy rất mạnh và rất là bền, rất là tốt nha. Đó, nha, làm lại nha. Rồi, chưa nè, rồi, đó. Đó, rồi, vừa rồi đã giới thiệu cho chúng ta cách lắp cái mạch này và lắp vô trong cái bảng cắm này rất là tiện dụng. Và khi chúng ta lắp đó, thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ cần lắp lại, chúng ta rút cái dây cắm ra, chúng ta xem sơ đồ. Vừa rồi cũng đã cho các bạn và các em xem sơ đồ rồi, chúng ta sẽ ghim vô lại theo đúng cái sơ đồ ha, thì nó mạch sẽ lắp lại ha, chúng ta rất là tiện dụng cái này, và chúng ta có thể lưu trữ lại cái này để chúng ta sử dụng nha. Rồi đây nè, đây là cái những cái mô hình mà khách đã đặt ha, các thầy cô các em đã đặt, cảm ơn các thầy cô và các em đã ủng hộ kênh ha. Rồi đặt để giao hàng cho chúng ta, chúng ta sẽ có những cái bài học hữu ích nha. Có cần cái điều gì mà cần hỗ trợ thì chúng ta cứ comment bên dưới, nếu biết thì sẽ hỗ trợ cho các bạn và các em ha. Rồi sắp tới sẽ ra một cái video mà cái mạch mà lắp bộ rửa tay mini thôi ha, để cho chúng ta xem, và một vài cái ý tưởng khác nữa để làm thêm cái mạch này ha. Đó, chúng ta chỉ cần cái nối cái ống vô như hồi nãy chúng ta làm thôi là được hết ha. Rồi. Cảm ơn các bạn và các em đã theo dõi kênh, mà mong rằng các bạn và các em hãy nhấn nút chuông đăng ký kênh để tiếp tục nhận được các video mới ha, một cách nhanh nhất nha.